Theo hạt kiểm lâm liên huyện Tri Tôn, Thoại Sơn, ngọn lửa bùng phát lúc 10 giờ ở núi Cô Tô, ấp Tô Thuận, xã núi Tô, huyện Tri Tôn. Đám cháy lan nhanh do tình trạng khô hanh và gió, việc chữa cháy gặp khó khăn. Quân sự địa phương cùng ngành chức năng cử hơn 150 người, nhiều phương tiện chở nước, xe tải, xe máy và ba máy bơm nước để dập lửa. Ông Nguyễn Văn Bé Tám, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn, cho biết đến chiều do địa hình núi phức tạp, lửa lớn đã nổ và không loại trừ bom đạn còn sót lại bị kích nổ, các đơn vị của huyện thống nhất rút quân để đảm bảo an toàn cho lực lượng. Theo lãnh đạo huyện, khu vực hỏa hoạn đa phần là cây tạp, thực bi địa hình hiểm trở, nguồn nước chữa cháy cũng gặp khó, phải xách từng can lên núi để chữa. Nơi này cũng không có dân cư sinh sống. Đến nay diện tích cháy chưa được địa phương thống kê cụ thể. Chưa ghi nhận thương vong ở khu vực xảy ra sự cố. Anh Huỳnh Hùng, nhà gần núi Cô Tô, cho biết hiện gió ở khu vực cháy khá mạnh, khiến những đốm lửa nhỏ bốc lên và lan nhanh sang xung quanh. Ngoài núi Cô Tô, một đám cháy bùng phát cùng thời điểm tại dưới núi dài, xã Lương Phi. Đây là khu vực người dân trồng tầm vong, một loại cây thuộc họ tre. Hiện lực lượng chức năng dập lửa tại đây. Cơ quan cứu hộ tạm thời tạo các đường băng giáp danh đám cháy để lửa không lan rộng. Theo người dân địa phương, năm nay khô hạn kéo dài hơn một tháng so với các năm trước. Các hồ nước quanh đây đều khô kiệt nước. Thất Sơn hay Bảy Núi là vùng đất núi đồi xen lẫn đồng bằng thuộc bốn huyện, thành phố của An Giang, thành phố Châu Đốc, các huyện Tịnh Biên, Chi Tôn và Thoại Sơn. Theo các nhà nghiên cứu, vùng Thất Sơn có 37 ngọn núi, đồi lớn nhỏ, giải rác với độ cao trung bình từ 50 đến 710 mét. Bảy ngọn núi đại diện cho cả vùng, gồm núi Cấm, Thiên Cấm Sơn, núi Tượng, Liên Hoa Sơn, núi Giải, Ngoại Long Sơn, núi Dài Năm Giếng hay núi Dài Nhỏ, Ngũ Hồ Sơn, núi Cô Tô, Phụng Hoàng Sơn, núi Kết, Anh Vũ Sơn, và núi nước, thủy đài sơn. Nắng nóng ở miền Tây kéo dài nhiều tháng qua gây nguy cơ cháy rừng. Hôm mùng 10 tháng 4, hơn 40 hecta rừng sản xuất ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, cháy lớn. Nhiều lực lượng phối hợp hơn gần một ngày mới dập tắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay Bắc Bộ đang trong giai đoạn chuyển mùa, thường xuyên có sự tranh chấp của các khối khí có đặc điểm khác nhau, khí quyển trở nên bất ổn định hơn, nên mưa rông cũng xảy ra nhiều hơn so với các thời điểm khác trong năm. Trong một số trường hợp, ổ rông có đối lưu phát triển mạnh, thì ngoài việc gây ra mưa to, có thể kèm theo hiện tượng mưa đá và gió giật mạnh. Trường hợp rông kèm mưa đá dữ dội ngày 24 tháng 4 ở khu vực giữa Hòa Bình và Sơn La là một ví dụ điển hình. Nguyên nhân là do ảnh hưởng diệp phía nam của một khối không khí lạnh yếu kết hợp với hoạt động một vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500m được tạo ra bởi diệp phía tây của lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Khối không khí biển lấn từ phía đông vào cộng thêm gió tây nam di chuyển từ vùng thượng Lào sang hội tụ ở khu vực dọc kinh tuyến 105. Dự báo xa hơn, từ nay cho đến tháng 6, trọng tâm là tháng 5 là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc Bộ, nên các hiện tượng rông mạnh, kèm lốc, xét, mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm, đặc biệt ở vùng núi, do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh. Thời gian rông lốc xét, nhất là mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, thường xuất hiện vào chiều, chiều tối và đêm. Mười năm gần đây, chưa có năm nào cả ba miền đều nắng nóng gay gắt dịp ngày 30 tháng 4. Nhận định về diễn biến thời tiết dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ ngày mai ngày 27 tháng 4, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây. Cụ thể do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây, giai đoạn từ ngày 26 tháng 4 đến khoảng ngày 30 tháng 4, ở khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía tây Bắc Bộ từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời tiết Hà Nội và phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao 36 tới 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 37 tới 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong giai đoạn từ ngày 26 tới ngày 30 tháng 4 năm 2024 cũng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 tới 37 độ, có nơi trên 38 độ dụng theo ông hưởng đánh giá, kỳ nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm nay tương đối đặc biệt, bởi thống kê 10 năm gần đây của chúng tôi cho thấy chưa có năm nào cả ba miền Bắc, Trung và Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn nghỉ lễ 30 tháng 4. Dự báo khoảng sau ngày 30 tháng 4, trong 1 đến 2 ngày đầu tháng 5 sẽ có một khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Ở Bắc Bộ, từ ngày 1 tới ngày 2 tháng 5, có khả năng xuất hiện mưa rào và rông trở lại. Còn ở miền Nam, gió Tây Nam cũng có xu hướng xuất hiện gây mưa rông. Chuyên gia ký tượng cũng cảnh báo, hiện tượng mưa rông trong giai đoạn chuyển mùa thường xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc xét, gió giật mạnh, người dân cần đặc biệt chú ý. Ngày 25 tháng 4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa có báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn. Theo đó, chiều tối các ngày 17 tháng 4, 20 tháng 4 và ngày 24 tháng 4, trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện rông lốc và mưa đá trên diện rộng tại địa bàn 4 huyện, Phú Yên Bắc Yên Thuận Châu Quỳnh Nhai Vân Hồ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Tổng số nhà bị thiệt hại là 4.759 nhà, 21 điểm trường bị thiệt hại. Mưa rông đã khiến một người chết là chị Giàng Thị Nờ, sinh năm 1988, chú bản Pá Khôm, xã Triển Khong, huyện Sông Mã, bị xét đánh tử vong vào dạng sáng ngày 18 tháng 4 khi lưu trú tại nhà ông Thảo A Câu, bản Hủy Luông, xã Mường Lèo, huyện Sốc Cộp. Ngoài ra có 3 người khác bị thương, hai cháu nhỏ tại huyện Bắc Yên và một người tại huyện Quỳnh Nhai. Đặc biệt, đường dây 110 kV và trạm 110 kV Phù Yên bị nghiêng 12 vị trí cột 110 kV tại các vị trí 148 đến vị trí 158 và vị trí 160 thuộc lộ 171E12.8 Ba Khe đến 171E17.5 Phù Yên. Các đường dây trung áp 35 kV, 22 kV và đường dây hạ áp các trạm biến áp phân phối. 16 vị trí cột bị đổ, gãy, 15 vị trí cột bị sạt lở đơn vị đang tiếp tục thống kê và xử lý. Tình hình cung cấp điện trên địa bàn hai huyện, Phú Yên, Bắc Yên đang bị ảnh hưởng. Khách hàng bị mất điện 27.338 khách hàng, 250 trạm biến áp. Hiện tại toàn huyện Phú Yên đã được cấp điện trở lại. Liên tiếp những ngày qua, mưa rông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, gió giật mạnh, sấm sét dữ dội xuất hiện tại nhiều tỉnh thành ở miền Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ và một số khu vực ngoại thành Hà Nội đã tàn phá hoa màu tài sản của nhiều người dân. Riêng chiều ngày 24 tháng 4, mưa đá phủ trắng một vùng rộng lớn tại các tỉnh ở khu vực Tây như Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ đã khiến các địa phương này bị thiệt hại nặng nề về hoa màu, cây ăn quả và một số công trình xây dựng. Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thu tổng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện tượng mưa đá xuất hiện tại một số khu vực trong những ngày qua là do ảnh hưởng từ các đám mây rông đối lưu mạnh. Đây được gọi là hiện tượng rông nhiệt. Hiện tượng trên kèm theo mưa rào với cường độ lớn trong khoảng vài phút đến vài chục phút thường xảy ra trong các cơn rông vào thời gian giao mùa. Thông thường hiện tượng rông nhiệt xuất hiện vào những ngày nắng nóng kéo dài, ánh nắng mặt trời hun nóng tạo ra vùng áp thấp kích thích đối lưu phát triển. Hàng năm, tháng 5, tháng 6 là thời kỳ nhiệt độ miền Bắc rất cao, khả năng xuất hiện rông nhiệt sẽ nhiều hơn. Ở các tỉnh phía Bắc hay thủ đô Hà Nội, rông nhiệt thường xuất hiện vào những ngày rất nóng, sau khoảng 4 đến 5 giờ chiều. Vòng đời của một đám mây rông thường ngắn xuất hiện trong khoảng từ 4 tới 6 giờ, nhưng thời gian để nó gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan chỉ vài chục phút. Mưa rông thường xuất hiện bất ngờ, lượng mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn, có thể gây ngập úng, gãy đổ cây cối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời điểm này, thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên mưa rông nhiệt về chiều còn lặp lại nhiều lần. Ở Việt Nam, rông nhiệt xuất hiện chủ yếu từ đầu mùa hè và thường vào cuối mỗi buổi chiều, sau một ngày nắng nóng gay gắt. Hiện nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có thể cảnh báo mưa rông trên nội thành Hà Nội từ 30 tới 45 phút trước khi xảy ra. Để ứng phó với thời tiết cực đoan, cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng, quan sát diễn biến thời tiết như trời có nhiều mây đen, gió mạnh, hơi lạnh, ẩm. Khoảng 16 giờ chiều 24 tháng 4, trận mưa đá lớn chút xuống huyện vùng cao Vân hồ tỉnh Sơn La đá rơi phủ trắng cả nương rẫy, đường đi, gây nhiều thiệt hại cho người dân. Trận mưa đá vừa dứt, ông tính A Chìa, bí thư đảng ủy xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ chưa hết bảng hoàng. Sân nhà, vườn cây phủ một lớp đá dày, vườn dâu tây vừa trồng xong bị hư hại nặng. Từ đầu năm đến nay, ở Vân Hồ xuất hiện nhiều trận mưa đá, nhưng không ai nghĩ trận mưa đá lần này lại có sức hủy diệt như này. Theo ông Chìa, những nhà lợp tấm phi bờ rô xi măng đều bị thủng cả nghìn hecta rau mận cam lê dâu tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện xã đang tiến hành thống kê thiệt hại. Diện tích rau màu bị thiệt hại nghiêm trọng, gần như không có cơ hội thu hoạch. Chưa năm nào thời tiết lại khốc liệt như năm nay, đầu mùa nắng hạn, giữa mùa mưa đá liên tục, ông Chìa thở dài. Cũng giống như ông Chìa, chị Trang Thị Dụ ở Vân Hồ đến giờ chưa hết sốc vì trận mưa đá quá lớn. Chỉ chưa đầy 15 phút mà nương rau sau nhà chị Dụ đã phủ trắng đá, tựa như có ai cố tình đổ cả xe đá vào vậy. Đá rơi đầy trên mái nhà, phủ kín đường đi. Theo chị dụ, chưa bao giờ chị chứng kiến trận mưa đá lớn và kinh hoàng đến vậy. Ông Thái Bá Sinh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vân Hồ cho biết, trận mưa đá kinh hoàng chiều 24 tháng 4, các xã Vân Hồ, Long Luông, thị trấn Vân Hồ đều bị ảnh hưởng, hiện huyện đang thống kê thiệt hại. Khoảng 16 giờ ngày 23 tháng 4, tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, trời đang nắng bỗng tối sầm, vài phút sau lốc xoáy kèm mưa đá ập đến, hạt đá to bằng ngón tay làm thủng tấm lợp mái nhà. Trong khoảng 15 phút, lốc quét qua làm 25 ngôi nhà và một trường học bị tốc mái, một số công trình phụ đổ sập, ước tính thiệt hại là 150 triệu đồng, ông Cụt Văn Long, chủ tịch xã Bắc Lý cho biết. Tại xã Mỹ Lý, lốc xoáy mưa đá cũng xuất hiện khiến nhiều cây cối gãy đổ, gây mất điện cục bộ nhà chức trách huyện Kỳ Sơn đang yêu cầu cán bộ các xã thống kê thiệt hại cụ thể để lên phương án hỗ trợ. Đây là lần thứ ba huyện Kỳ Sơn xảy ra lốc xoáy mưa đá trong 10 ngày qua. Trước đó hôm 13 tới ngày 14 tháng 3, lốc hoành hành 15 tới 20 phút tại các xã Bảo Thắng, Bảo Nam, Hồi Tụ và Mường Lống khiến 418 ngôi nhà hư hỏng tốc máy, 115 ha lúa, hơn 940 ha ngô hoa màu và 880 ha rừng bị thiệt hại. Mưa đá thường xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung vào thời điểm giao mùa từ nóng sang lạnh, tháng 9 đến tháng 11 và từ lạnh sang nóng từ tháng 3 tới tháng 5. Huyện Kỳ Sơn là địa hình núi cao, rừng đan sen là điều kiện lý tưởng cho đối lưu phát triển mạnh, hình thành mây vũ tích và gây ra mưa đá.